À, vâng, xin chào các bạn. Thì hôm nay là mình review một dòng máy được coi là nhỏ, gọn và là đẹp, với một cái màn máy là coi như là 14 inch, với màn hình Full HD, với tấm nền IPS, và một máy được coi là rất là bền, bền bỉ và là chắc chắn. Thì hôm nay là mình review dòng máy này lên, mình gửi về cho một vị khách. Và đây là anh khách là anh Dũng, làm ở công ty Nhất Tiến. Đó, Nhất Tiến. Thì anh có yêu cầu là review dòng máy này lên. Thì thưa các bạn, đây là anh Dũng ở Hà Đông, Hà Nội ha. Thì anh cũng có tham khảo và tìm hiểu bên Nhất Vlog rất nhiều. Thì đây là anh quyết định là đây là mua ủng hộ về Nhất Vlog. Thấy chưa? Trên đây ha. Thì thưa các bạn, đây là anh Dũng là làm bên Nhất Tiến. Anh có yêu cầu là review dòng máy này lên và test máy này cho anh. Đó, thì đây là anh cũng có chuyển khoản nè. Đó. Và mình đã tạo đơn hàng và coi như là để review gửi về cho anh Dũng nha. Đó. Thì thưa các bạn nhìn thấy về dòng máy này nè, được coi là một trong những dòng mà coi như là bền bỉ và là chắc chắn và coi như là mẫu rất là đẹp luôn các bạn. Cực kỳ đẹp trên đây ha. Đây. Bây giờ chúng ta nhìn thấy là tại sao về như là mẫu này là rất nhiều người đang xài về dòng máy này. Thì thưa các bạn, cái lý do thứ nhất là chúng ta nhìn thấy là về hình dáng, về ngoại hình, rồi về như là chất lượng của dòng máy này với giá tiền nữa cũng tương đối là coi như là hợp lý, hợp túi tiền người dùng. Thì coi như là khách rất là quan tâm về dòng này. Thì đây là coi như là một trong những dòng máy gọi là bền bỉ và là chắc chắn. Thì thưa các bạn, đây là dòng Dell Latitude và đây là phiên bản là 7480. Đây. Đây các bạn. Dell Latitude và đây là phiên bản 7480 nè, thấy chưa? Thì hôm nay là mình review xung quanh để mời chúng ta xem về mẫu máy này sẽ như thế nào. Và coi như là mình sẽ kiểm tra, mình test sẵn cho anh Dũng luôn ha, anh Đỗ Dũng trên đây. Đó. Thì thứ nhất là về mặt trên nè. Đây là mình review xung quanh trên cho các bạn xem. Đó. Thì mẫu trên đây là coi như là về rất là đẹp nè. Đó, chúng ta thấy chưa? Cực kỳ đẹp ha. Đó là về phía trên nè. Mình rọi từ trên, rọi xuống dưới nè. Đó, mẫu này là mẫu là nhôm magie nè, thấy chưa? Ngoài ra như là có những cái cổng kết nối cũng khá là thông dụng và là phổ biến và cái như là đời mới hiện nay. Thì thứ nhất là chúng ta nhìn thấy là trên cái cổng kết nối nè, nó sẽ có cổng gì đây, cổng C nè. À, đây là vị trí về sạc nè, HDMI xuất ra 4K nè, hai cổng USB 3.0 nè, thẻ C nè chúng ta không xài. Đó, trên đây ha. Rồi qua bên đây chúng ta nhìn thấy sống lưng. Sống lưng đây là được mạ chrome nhôm magie ha. Các bạn nhìn thấy trên đây. Đó, mình đi chi tiết trên đây. Chúng ta sẽ xem. Máy rất đẹp. Tuyệt vời luôn các bạn. Đó, hồi qua đây. Nhiều bạn coi như là có xài về cổng LAN, chúng ta cần về cổng này nè. Thấy chưa? Đó là cần về cổng LAN ha. Rồi vị trí về USB nè, USB 3.0 nè. Vị trí về mic sạc nè, vị trí về thẻ nhớ nè, vị trí rack mic 3.5 nè. Đó. Rồi, về phía đằng sau thì các bạn nhìn thấy trên dòng máy này nó sẽ có về Dell Latitude và đây là phiên bản 7480 nè. Thấy chưa? Đây là cái tem mình đang dán nè. Đó. Và năm sản xuất năm 2017 nè. Và đây là license của Windows, bản Windows 10 bản Pro ha. Đó. Thưa các bạn, vị trí về hốc tản nhiệt nè. Hốc này nó đẩy qua đây nè, thấy chưa? Thì đối với chúng ta nhìn thấy về máy này cực kỳ bền và là chắc chắn. Đó. Thì bây giờ mình sẽ review và mình test trên đây toàn bộ về trên đây để mời chúng ta sẽ cùng xem trên đây tại sao dòng máy này đang rất nhiều người đang coi như là thích về dòng này. Lý do về mẫu cái dòng này chúng ta nhìn thấy là đây, chúng ta nhìn sơ sơ nè. Thấy chưa? Với màn hình là 14 inch là phổ thông nhất hiện nay mà chúng ta đang xài, chúng ta làm việc về văn phòng. Đó. Và với tấm nền IPS và các bạn nhìn thấy là dòng máy này là dòng máy đạt được qua tiêu chuẩn của quân đội luôn nè. Thấy chưa? Có thể ngửa ra được 180 độ như thế này. Đó. Và máy có cảm ứng được. Thấy chưa? Rồi thêm cái nữa là các bạn nhìn thấy về bàn phím. Bàn phím bên đây. Bàn phím rất đẹp luôn các bạn. Đây. Mình review chỗ này nè. Đó, trực tiếp. Và mình show trực diện như đây. Đây là Core i5 6003. Đó. Và mẫu thiết kế đang khá là coi như là khá là đẹp và bắt mắt. Và bàn phím, màn hình nữa. Màn hình đây các bạn nhìn thấy trên đây là màn hình là Full HD với tấm nền IPS. Thấy chưa?
Thì hiện tại là chúng ta nhìn thấy là về màn hình này đang rất là lợi thế là sao? Hình ảnh về trung thực và có cảm ứng được luôn nè. Đây, mình sẽ kéo về cảm ứng nè. Xài cảm ứng rất là tiện luôn. Nhiều bạn có hỏi là giờ nếu em xài cảm ứng này liệu có bền hay không? Có tốt hay không? Thưa các bạn, coi như là nếu như mà ai đã xài về những dòng cảm ứng này, chắc chắn các bạn sẽ có những cái phản hồi tích cực về dòng này. Dòng này là thứ nhất là đạt qua được qua tiêu chuẩn của quân đội và nền Full HD, tấm nền IPS. Thấy chưa? Rồi, chúng ta nhìn thấy trên đây là về mọi thứ chức năng trên đây đều khá là ok và khá là đẹp. Ví dụ đây là mình đã ta gửi máy cho khách hàng thì mình phải kiểm tra và mình phải test. Ví dụ đầu tiên là mình sẽ test về gì đây? Test về như là keyboard. Đó, hay là test về bàn phím. Bàn phím mình gửi về cho khách. Đây là anh Dũng ở thủ đô Hà Nội. Thủ đô Hà Nội ha. Anh có yêu cầu là review dòng máy này và gửi về cho anh Dũng. Và trên đây là anh cũng đang làm trong ngành logistics, là hay gọi là làm bên nhất tín đó các bạn. Thì thật sự là anh cũng tìm hiểu và coi như là cũng theo dõi Nhất Vlog trong suốt thời gian qua. Và hôm nay là anh quyết định là coi như là ủng hộ về Nhất Vlog. Đây. Test mic. Test mic nè. Thì đây là thực sự đây là những cái gì mà mình đang quay trên đây để mời chúng ta sẽ cùng xem. Và chúng ta sẽ coi như là những cái gì thực tế nhất mà mình test camera. Đó. Test camera, thử nghiệm camera nè. Thì cách mít này chúng ta thử kiểm tra nè, cho phép nè. Thấy không? Camera có thể kiểm tra nè, cho phép nè. Thì thưa các bạn nhìn thấy mít không? Ban hỗ trợ đang chạy nè. Ok. Đó, camera hiện đèn lên rồi nè. Có camera trên đây. Thì trên camera thì chúng ta nhìn thấy là trên đây. Đây. Đây là Nhất Vlog đây các bạn. Nhất Vlog xin trân trọng cảm ơn các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại. Xin kính chào các bạn. Thì Nhất Vlog cũng cảm ơn các bạn trong suốt thời gian qua đã ủng hộ về Nhất Vlog. Thì đây là những cái gì mà mình đang review được coi là thực tế và được coi là trải nghiệm mang đến là thực tế nhất hiện nay. Đây là camera đây các bạn. Khá là nét. Khá là tốt ha. Đó. Thì trên đây chúng ta sẽ nói trên đây là mọi hình thức. Ví dụ test phím, test loa, rồi test mình sẽ kiểm tra về keyboard rồi. Rồi mic, về pin. Pin đây là mình cũng kiểm tra nè. À đây đây. Pin đây là anh Dũng cũng có quan tâm và đây là mình sẽ review cho anh Dũng một cái dòng pin rất là đặc biệt. Thì hôm nay là mình review là pin 60W và coi như là gần như là 95-96% nè, thấy không? Khi mà sạc đầy pin. Thấy chưa? Cho nên rất là tuyệt vời ha. Rồi, các bạn nhìn thấy là về màn hình IPS. IPS thì chúng ta nhìn thấy nó sẽ có những gì? Chúng ta nhìn mọi góc độ nè. Góc nghiêng, góc gì nè, cũng nhìn thấy được hết nè. Thấy chưa? Rồi bây giờ mình sẽ test về như là cổng USB. Sẵn đây là mình review trên cổng USB để chúng ta xem coi là máy có lỗi hay không, có ổn định hay không, có tốt hay không nha. Thì đây là cái gì là để tránh trường hợp khi mà anh nhận hàng á, anh tiết kiệm thời gian hơn. Đây. Đây là coi như là USB nhận nè. Đó. Rồi đây mình test cổng USB thứ hai nè. Thấy chưa? Ở đây cũng nhận nè. Đó. Rồi ngoài ra bên đây có cổng USB thứ ba nè. USB thứ ba nè. USB thứ ba đây. Đó. Nhận không các bạn? Thưa các bạn, sẽ nhận được ha. Rồi bây giờ mình sẽ test cổng Type C nè, hay gọi là USB-C nè. Đó. Thì USB-C này chúng ta sẽ test trên cổng này liệu có nhận hay không. Đây, theo các bạn có nhận được hay không các bạn? Chắc chắn là sẽ có nhận được. Đây, thấy chưa? Rồi, chúng ta test về cảm ứng. Cảm ứng thì chúng ta nhìn thấy nè. Bây giờ đây mình lấy một cái hình ảnh nè, thấy chưa? Mình rê trên đây nè. Các bạn nhìn thấy trên đây là sao? Hình ảnh mọi cái vấn đề đều là tuyệt vời. Đó. Thậm chí và chúng ta sẽ test về trên đây gì đây? Chúng kiểm tra về như là hình ảnh trên đây có màn hình có tốt hay không, màn hình có bị điểm chết hay không, hay là màn hình có bị đơ hay không. Thì cảm ứng coi như là chúng ta đã hoàn thành được ha. Nhưng mà về chúng ta test về màn đây. Thì các bạn xin thấy về màn hình nè, màu trắng nè. Thấy chưa? Thì đây là những cái về mình quay lên trước khi mà gửi về cho khách hàng. Đó, màu đen nè. Đó, Nhất Vlog đi ha, màu đỏ nè. Các bạn thấy chưa? Đó, đây mình xê ra một xíu. Màu đỏ, màu xanh nè, màu xanh dương nè, màu vàng nè, đó, màu xanh lá nè, đó.
Thì trên clip này coi như là mình review dòng máy này, và mong rằng sớm nhất là anh Dũng có sẽ là nhận được. Và cái nữa là thưa các bạn, mình sẽ có về cục sạc, đây là sạc Ovan, mình sẽ lấy về cho anh Dũng. Đó. Và trên sạc này chúng ta nhìn thấy trên đây là cái rắc máy nè. Đó. Và chúng ta sẽ nhìn thấy trên đây là sạc đang là bao nhiêu phần trăm đây? 93,0%. Thấy chưa? Thì đây là mình sẽ test coi là cái sạc này có ổn hay không. Đó, 93,1 nha các bạn. Khá là tuyệt vời. Thấy chưa? Thì trên clip ở đây các bạn, đây là Nhất Vlog đây các bạn. Trên clip ở đây là mình review và mình gửi về cho vị khách hàng ở khá là xa, đang là thủ đô Hà Nội. Đó. Thì mong rằng anh nhận cái dòng máy này, anh sẽ có phản hồi tích cực của máy ở đây. Thưa các bạn, thì clip ở đây là mình xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip. Xin chào, hẹn gặp lại. Mọi thông tin thắc mắc chúng ta có liên hệ là 0922 422 422. Địa chỉ của Nhất Vlog chính là 159 Nguyễn Thái Sơn, phường 4 Cầu Bắp. Mình ở thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Xin trân trọng cảm ơn các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại chúng ta ở những clip tiếp theo.